Làm sao con? Con bị chứ. Con muốn ăn xong bây giờ mẹ cho ăn nữa. Chưa ăn hết cái này mà xin chút nữa mẹ cho lấy con nữa rồi. Chay là bữa giờ không có video cho cô chú coi nè, mẹ bận quá. Không có video cho cô chú coi, là bữa nay là đăng lên video chay cho cô chú coi nha. Hiện tại là hả? Cái gì con? Thiên là gì? Cái đó màu đó mà màu à, cái muỗng màu hồng, đúng rồi. Sáng giờ đi chơi vui không? Được sướng ghê luôn á. Mới ba chuỗi được đi vườn trái cây rồi. Được hả, coi con thỏ, coi con dê, nãy đứng chơi với ngựa nữa phải không? Nãy đứng với ngựa vui không? Ờ, con ngựa nó liếm con đó hả? Nó liếm ở đâu chỉ mẹ coi coi. Bên xạo liếm ở mũi này nào, nó liếm ở lưng này nè. Nãy mày lấy nước mày rửa lưng rồi đó. À, con ngựa nó có cái mái tóc quá hả con? Hồi nãy con ngựa nó đeo cái vòng. Để cái nước sôi sôi cho mình chú nhúng nha. À, con ngựa nó có cái sừng hả con? Hay lỗ tai? Sừng hả con? Đây nè, đây. Đó đất bậy không à. Không có cái gì mà trên bàn mà con được làm như vậy nghe chưa? Cẩn thận á. Trời ơi, chay bữa nay cô chú thấy chưa? Tóc đồ này kia cơm bê vô, cái mặt nó già quá, đi phôi đa mới có hai tuần mấy ba tuần mà nó già quá chị hai ơi. Đi phôi đa là chay là rất là lớn, càng một cảm thấy nó lớn hơn rất nhiều, tự giác hơn rất là nhiều, tại vì hả, mẹ bận á, bỏ riết đó. Giờ thành già luôn. Bởi vì rồi chú thử trước đây gì con. Hay chứ, cũng dẫn nó vô đây hay. Ừ, hút ra đi ăn con. Đây ra đi. Đây mọi thứ. Thì rứt lắm á. Giỏi nè. Giỏi mà lấy ice cream ra, đi đi. Candy ok. Mở miệng ra ăn con. Miệng không? Ăn đi giận á. Đây là ăn rồi trở về. Mọi thứ. Đi, đây. Thả miệng ra chay. Thả ra. Rồi. Can you please buy it? Con có nhà rồi mà. Chay đang được đi Disney Store ở Miami nè cô chú. Oh, Mulan. Ồ, không phải Mulan, cái gì đó. Ra nhà, ra già gì đó, phải không? Raya. Trời ơi, áo Raya nè. Bộ phim hoạt hình đó ngoại. Trời ơi, con nó phim hoạt hình gì ra là có nó hết. Oh, Sisu. Ôi ôi, Raya. Quá trời costume luôn. Mua nào. Thôi thôi, không có mua Sisu. Sisu nhà có rồi nhớ không? You wanna hear say something? Rồi bấm đi. Bấm đi, có cái nút là bấm không? Okay. Oh my god, thank you. Đó, Sisu nói vậy đó. Wow, mermaid. Wow, cái đó là cái hộp treasure ở dưới cái đại dương đó. Spider-Man, đúng rồi. Cái gì nó cũng đòi thấy không? Con chỉ được chọn một thứ thôi nha. Được chọn đọc một thứ thôi. Không, ba nó nói vậy thôi đó. Đúng một thứ mà mình thích nhất thôi nha. Không. Rồi. Chọn đúng một thứ mà mình thích nhất thôi. Trời ơi, đó, người nào muốn người nào. Disney Store này là đứa này. Ôi ôi, cái công chúa đó là ai vậy? Chúa là công chúa xinh la lè. Công chúa xinh xinh lè. Bấm lấy tay vô, bấm sẹt lỗ. Sao không biết cái chỗ đó có cái nút mẩn lai sò vô, bấm hay trời. Hay thiệt cái nha. Ô, tỏa sáng luôn. Hay lắm. Hai người tỏa sáng luôn. Hai công chúa. Xa đó. Để chưa biết nó hỏi nó coi sao nó đi vòng vòng nó tìm được cái gì. Công chúa này đây, công chúa này coi nhiêu tiền đây. Công chúa này trời ơi, mắc quá, công chúa này mắc quá, mày không có tiền mua cho em. Công chúa này
Chưa, công chúa nó 23 đồng đó chay. Trời ơi, chai nước của con nó đẹp ghê không? Ơ, à, đâu được. Hả? À, con đâu có cần uống nước cái chai đó đâu, mua đúng không? À, cái đó đồ ngủ đồ đồ đó con. Đó là vát kim đó con. Đi con lau nhà đồ giùm cho mẹ rồi đó. Wow, khủng long bự ghê. Trời ơi, đẹp ghê không? Con mua đó hả? À? À không, thấy chưa, nó tìm được cái khác rồi, nó tìm được cái vẽ rồi, thấy chưa hoài, nó thích vẽ. Thôi mà cái này, mà cái nhà mới này mà con vẽ là hư nhà. Cái nhà mới này là con vẽ là hư nhà mẹ đó. Hư nhà mình luôn chứ. Chọn cái nào đó. Ông đó mình có nhà rồi nhớ không? Xe làm chi vậy? Xe ba có nhà quá trời vậy, xe làm chi? Happy face luôn hả? Trời, cái mặt cười đẹp luôn không? Cái xe có mặt cười đẹp ghê. Trời ơi. Trời ơi, cái đó đẹp á. Ồ, nó nói là để nó coi có vừa nó không đó. Vừa không? Trời ơi. Đeo vô, con không có đeo vô là tao không có cho, là tao đuổi ra đó. Đeo vô. Ai? Ở trong đó đó hả? Wow, quá trời gấu luôn nè. Chay lạc vào mê cung rồi mà. Có thích con nào không? Thôi thôi đi, nhà nhiều gấu rồi, đừng mua mấy gấu nữa. Mua đồ chơi đi. Nào. Con phải tự chọn gì sao mày giúp con được. Đồ nào con thích con tự chọn chứ. Thôi dù là không mua đó, dù là không có mua rồi. Nhưng mua dù làm chi. Kìa kìa, công chúa kìa. Cái gì? Gì? Gì nó đi. Mami, Audrey has it, mom. Ồ, nhà Audrey có hả con? Hay vậy ta, Audrey cũng hay dữ rồi ta. À, Audrey có luôn hả? Audrey hay. Hay ghê. Con nhớ ở nhà mình có một cây vậy không? Ở bên đi mình đi chơi Google mua cây này nè, nhớ không? Đó, con không có chơi đó, nên không được mua cái nữa. Try đi, cầm try thôi chứ không được chơi, không được mua. Bữa mẹ mua ở nhà cũng nhớ không? Cây dài thằng lon nó đi làm gì đâu. Mà kiếm á, kiếm nước bấm á. Là kiếm nước bấm đó. Không có đồ bấm nút. Sọt vô lại. Đúng rồi, cất vô lại, đúng rồi. Nè, lấy mơ mày không? Rồi, cảm ơn mơ mày đi. Đây nè, chắc chỗ nào bấm đâu ta? Này hả? Không phải. Không có chỗ bấm hả ta? Để mày coi coi. Có bấm, không, đáng lẽ nó phải để. Nắng lên thì đó, cái đó lên xuống thôi chứ còn phải bấm đấy. Phải khi mua rồi rút cái này ra nó mới work. Phải không? Đúng rồi. Nó lóc cái bi rồi. Thế nào con thích, thế nào trong con này? Đó, phim đó con, phim ra già đó. À, chay bây giờ đang đi chơi nè cô chú nè. Ăn gì vậy? Con nói là con ăn goldfish. Đi Florida vui không? Ở Florida vui không? Bây giờ về Michigan nha. Ok, về Michigan với ba nha. Ok, mai tự động đi về đi. Sao ạ? Bà ngoại năm nói hả, chừng nào bà ngoại năm về con đi về với bà ngoại năm nha, để con gặp Su với Bao là. Nó nói không, con không muốn bỏ mẹ
con mình ở đây. Ở bà ngoại năm nó không muốn bỏ mẹ nó mình ở đây. Cái bà ngoại năm nói vậy thôi, bà ngoại năm diện mình, bà ngoại buồn lắm. Nó nói ô sorry.